là cây líp am nhôm khối Mỹ rất là độc, siêu độc luôn, siêu độc siêu hiếm cho mình sưu tập ha. 2 3 rất là nhảy lửa ha, rất là nhảy lửa luôn đó. Cây này là cây líp am nha em anh, líp am. Và cái này là cây líp am nhôm khối của Mỹ nha em anh. Thường dòng này nó sẽ không có mọc nhưng mà cây này nó có mọc nè. Thường dòng này là đa số là nó sẽ làm thủ công cho nên nó không có mọc đâu, nhưng mà cây này nó có mọc nha. Đây ốc là ốc bằng tay đó, bằng tay nè, nhìn cọng tim của nó nè, cọng tim của nó không có thấy chất rồi nha em anh, đã chưa, cọng tim nó dài ra tới ngoài đây luôn mà không thấy chất rồi ha, chất lừ luôn ha. Cây này anh nào mà mê cổ quái đừng có bỏ qua, hiếm lắm, rất là hiếm, tại vì cây này có hãng, của hãng này có mọc rất là hiếm đó, mà cây này cũng độc nữa đó. Má nhìn thấy không, nhìn mà không thấy bánh xe ở đâu luôn, mà nó làm nó che luôn bánh xe, làm không có lối thoát kiểu này, nó rất là kín xăng anh đó, nó rất là kín xăng, không có lối thoát luôn, xăng thoát lỗ chỗ nào không có lối thoát luôn anh. Thay đá ở đây dùm em nha, đây thay đá, đây là ốc đá nè. Đó, cái này là chụp nè, chụp đẩy xăng rồi đẩy luôn bánh xe, ngầu ghê chưa anh. Đó, đẩy xăng rồi đẩy, đẩy luôn bánh xe, rất là ngầu ha. Vuông nha anh, đó vuông dắt góc nè, rất là đẹp. Đó, nhìn cái đít làm anh dễ hình dung cái kiểu dáng của nó nha, kích cỡ so với gói thuốc. À, cao ghê chưa, nhìn sang ha, rất là sang, sang chảnh, cổ quái độc lạ hiếm, nhìn giày thôi, nhìn cái giày thôi là đã thấy đã rồi, nhìn cái bánh xe của nó với cái chụp đẩy của nó là đã thấy phê rồi ha. Đây này là cây diêm xăng Mỹ, điếu thuốc, kích cỡ nó như điếu thuốc vậy đó, hàng độc, thường điếu thuốc cối không à, nhưng mà cây này là cây diêm xăng nhôm khối luôn, ghê chưa, hàng hiếm cho mình sưu tập luôn. Mới rờ vô đã cháy rồi, kinh thiệt, rờ vô là cháy, từ 10 lên 10 luôn, rất là nhạy lửa anh, rờ vô là cháy luôn, kinh thiệt, cun thiệt, thật là cun, thật là ngầu, dễ bật lắm anh. Mình để vậy nè, mình kéo xuống vậy là nó cháy, tại vì ở đây nó có điểm ngừng nè, anh thấy không, đây nó có cái điểm G, cái G này là mình bật tới cái G này mình ngừng là nó cháy đó, đó mình ngừng là nó cháy, ngừng ngay cái G này là cháy, dễ xài mà nó thích gì đâu luôn, xài như vậy mà anh biết không, mà chọt vô điếu cày cũng được này, hút lửa nó lớn như hút xì gà cũng được, mà hút tẩu cũng được, mà hút ba số thì quá quá dễ rồi, đơn giản. Chất liệu là nhôm khối nha anh, à, cái này có mọc nha, đây hàng hiếm cho anh sưu tập, anh nào mà chuyên chơi đồ cổ đừng có bỏ qua cây này nha. Đây đó, thấy ghê chưa, thường nó không có mọc đâu, bây giờ cây này có mọc luôn, thấy ghê chưa đó. Châm xăng ở đây nha đó, hết đá thì cứ thay đá nhíp bô vô nha anh đó, cỡ viên đá nhíp bô thôi đó, thấy chưa, xài mãi mãi thiên thu. Cái này là cái thanh sắt thôi, không bao giờ hết cái thanh sắt đâu, mà anh yên tâm ha. Cái này thì mình nhét thêm cái gì có thể bén xăng đều có thể xài được ha. Đó, xài thiên thu thả thêm 100 năm nữa ok chưa? Rất là ngầu, y chang như là điếu thuốc vậy nha anh. Kích cỡ y chang điếu thuốc vậy đó. À, bỏ vô gói thuốc được luôn. Hàng hiếm cho mình sưu tập luôn. Đó, đã chưa? Cái này là cây bật lửa súng Nhật tự động. Mình bóp con nó nhảy nắp vào lên lửa ha, có chắn gió luôn. Rất là nhảy lửa ha. Mình bóp con nó nhảy nắp vào lên lửa luôn. Có móc khóa. Nó là súng móc khóa, nó là dòng móc khóa này, nó nhỏ nha anh. Đây kích cỡ so với gói thuốc mình về dùng ha. Nó nhỏ ha. Đây mọc của nó nằm trên cò nè. Đó, nó là tự động nha, nó tự động, mình bóp cò nó nhảy nắp và lên lửa thôi đó, lửa của nó nè đó, có chăn gió luôn ha, của Nhật nha anh. Đây xài xăng đá Zippo nha đó, của Nhật xài xăng đá Zippo thập niên 50 nha anh.